Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu một vài cái thao tác cũng mang tính chất rất là cơ bản, đó là các công cụ lựa chọn này, các cách lựa chọn này và một số các thao tác cơ bản có thể là làm với lại các đối tượng ở trong Illustrator. Thế thì trong một cái bản thiết kế thì chúng ta sẽ làm việc với rất nhiều đối tượng khác nhau, và do đó thì chúng ta cũng phải biết cách là lựa chọn nó và sử dụng công cụ nào để lựa chọn nó. Khi mà tôi vẽ ra một đối tượng muốn thực hiện bất kỳ một cái thao tác nào sau nữa thì tôi cần phải lựa chọn, vì khi có vài đối tượng thế này thì làm việc với đối tượng nào thì phải chọn nó rồi mới ra lệnh được đó. Ví dụ như tô màu, ví dụ như là dịch chuyển một đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia, ví dụ quay nó, ví dụ như thu phóng, thay đổi kích thước, vân vân. Thế thì những cái thao tác này chỉ có thể làm được khi mà chúng ta có thao tác chọn, và do đó thì chúng ta sẽ có cái công cụ đầu tiên này là công cụ Move, là để cho chúng ta có thể là thực ra thì nó gọi là công cụ select, đúng không, lựa chọn select. Nó có hai cái, các bạn nhớ là nó có hai cái, một cái là select là màu đen và một cái nữa là direct select thì nó là màu trắng. Ở trong đó chọn một cách tổng quan thì là sẽ là cái công cụ select này. Thế còn để vừa chọn vừa hiệu chỉnh thì nó sẽ là cái công cụ direct select. Trước hết là chúng ta nói về chọn và bỏ chọn. Đó. Chọn thì một đối tượng được chọn thì nó khác với một đối tượng không được chọn là ở chỗ nào. Nó sẽ có một cái viền xanh bao xung quanh đối tượng được chọn, và nó xuất hiện những cái tay nắm điều khiển màu trắng hình vuông bao sát xung quanh của đối tượng này. Thì một đối tượng không được chọn nó sẽ không có cái đó, đó. Đối tượng không được chọn sẽ không có cái đó, còn một đối tượng được chọn thì sẽ hiện lên cái này. Đây, bất kể đối tượng đó là có màu hay không màu, đó. Nhưng khi chọn đúng nó thì nó sẽ xuất hiện những cái tay nắm điều khiển như thế. Thế đấy là thao tác chọn. Thế sau khi chọn rồi thì bỏ chọn thì chúng ta có hai cách, đúng không? Một là bấm ra ngoài, hai là bấm sang đối tượng khác, thì cái đối tượng đang được chọn sẽ thành ra bỏ chọn. Còn chọn nhiều đối tượng thì sao? Chọn nhiều đối tượng thì bây giờ chúng ta xem xét như thế này nhé. Khi tôi chọn nhiều đối tượng thì tôi có mấy cách thế này. Một là chọn một đối tượng đầu tiên, sau đó thì giữ shift lần lượt kích sang các đối tượng tiếp theo. Thì như vậy là chúng ta sẽ chọn được nhiều đối tượng. Khi các đối tượng này cùng được chọn một lần thì nó sẽ duy trì cái sự chọn lựa này bằng cái khung xanh bao xung quanh tất cả những đối tượng này, và lúc này thì nó tạm thời được coi như là được đối xử như là một đối tượng. Ví dụ tôi dịch thì tôi bấm vào một đối tượng, tôi dịch thì tất cả những đối tượng trong nhóm cùng dịch theo. Nếu mà tôi thực hiện các thao tác transform, ví dụ như là bấm vào các điểm điều khiển này để tôi thay đổi kích thước chiều ngang, tôi thay đổi kích thước chiều cao, tôi thay đổi cả hai kích thước cùng một lúc, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đối xử với cả đám này như là với một đối tượng thôi, cùng co, cùng kéo, cùng lật, cùng xoay, vân vân. Kể cả tô màu thì sẽ tô cùng một màu cho từng đấy đối tượng. Thì như vậy là khi mà chúng ta chọn nhiều đối tượng cùng một lần thì nó tạm thời nó được coi như là cùng một nhóm như thế. Nó là một nhóm và nó được đối xử như là với một đối tượng. Thế còn cách thứ hai để mà chúng ta chọn nhiều đối tượng thì chúng ta làm thế nào? Cách thứ hai là thay vì việc là giữ shift rồi kích vào từng đối tượng một thì chúng ta có thể nhấp chuột vào một chỗ trống nào đó, sau đó giữ nguyên chuột và chúng ta vẽ ra một cái thứ gọi là marquee, một cái vùng lựa chọn như thế này. Vùng này chạm vào đối tượng nào thì chúng ta có thể làm sao đấy lấy được đối tượng đó. Không nhất thiết là phải báo kín hết nhé, chỉ cần chạm vào thôi. Cái này cũng là một cái điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu. Corel thì nó bắt là phải bao kín hết hoàn toàn thì nó mới cho chọn. Đấy, thằng này chỉ cần chạm vào là chọn. Thì nhiều lúc thì trên bản vẽ chúng ta có rất là nhiều đối tượng, cho nên là nếu mà cứ chạm vào là chọn thì nhiều khi cũng tương đối mệt đấy. Thế thì cái cách kia thì nó tương đối chính xác, tức là tôi cần chọn cái nào thì tôi kích đúng cái đấy.
Nhưng mà cách đó thì hơi mất thì giờ. Tức là thứ nhất là lúc nào cũng phải giữ phím shift, thứ hai nữa là phải kích nhiều lần thì tôi mới có thể là lấy được. Tôi lấy ví dụ như là như thế này thì tôi lấy được đỏ này, vàng này, xanh này, và tôi chừa cái thằng xanh sẫm này ra đó, không dây dưa gì cả. Nhưng với cái cách kia thì nó nhanh, nhưng mà lại không làm cách nào để mà lách bỏ qua cái thằng xanh này được, tại vì kiểu gì cũng phải chạm vào thằng xanh đó, và khi chạm thì đã lấy vào nó rồi. Và do đó thì nếu như mà chúng ta so sánh giữa hai cái là tốc độ chọn và có thể có cái đối tượng không mong muốn mới chui vào, với lại cái cách là chính xác nhưng mà phải nhấp dần nhấp dần nhấp dần hơi lâu, thì thường là người ta sẽ chọn cái cách là làm nhanh hơn như thế này. Sau đó thì người ta giữ ship và người ta kích thêm một lần vào cái đối tượng mà không mong muốn để loại nó ra khỏi cái nhóm. Đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta chọn một hoặc là chọn nhiều thì chúng ta chọn được rồi thì làm cái gì nữa? Thường thì là một cái thiết kế thì cũng sẽ là lựa chọn để làm việc với nhiều đối tượng và sắp xếp nó lại thành một cái tổ hợp nào đó. Đó. Khi sắp xếp lại thành một tổ hợp nào đó, nó đạt được yêu cầu về mặt số lượng rồi thì bố cục rồi thì to nhỏ rồi, thì nó sẽ đóng một vai trò nhất định ở trong cái bản thiết kế. Và tôi muốn là cái vai trò này nó phải là một thứ gì đó ổn định. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi như đây là một nhóm này, ví dụ một cái nhóm chúng ta tổ hợp nó thành một cái hình như thế này, và tôi bảo ok cái hình này như thế này là được rồi, thế nhưng mà nó vẫn là những thứ rời rạc. Đấy. Và nếu như mà tôi bấm phải một cái thằng này mà tôi tô lại màu, hoặc là tôi di dịch, hoặc là tôi làm co kéo gì đó, là tôi xóa, thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái mong muốn của tôi là duy trì một cái tổ hợp nhỏ nhỏ như thế này. Thì muốn mà cho cái tổ hợp này nó ổn thì chúng ta sẽ phải đặt nó vào một quan hệ lâu dài hơn, có nghĩa là chúng ta phải group nó lại. Và để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ chọn tất cả những đối tượng chúng ta cần, sau đấy thì vào trong object thì chúng ta tìm tới lệnh group, hay là chúng ta nhấn phím Ctrl G trên bàn phím thì chúng ta sẽ khóa được cái thằng này lại, và do đó thì chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ bền vững hơn. Bây giờ tôi bấm vào bất kỳ thằng nào trong số 3 cái thằng này thì cũng có nghĩa là tôi chọn cả cái group đó, và cái mối quan hệ này nó sẽ bền vững cho tới khi nào mà tôi thực hiện lệnh ngược lại là ăn group đó, Ctrl Shift G, thì lúc đó nó lại tháo ra cho tôi thành các đối tượng đơn lẻ. Thì đối với cái lệnh group ăn group thì nó không có group, thì nó không có giới hạn về mặt số lượng đối tượng tham gia, bạn có chỉ cần từ 2 đối tượng là có thể group vào thành một nhóm, thế còn 220.000 thì cũng thế thôi. Đấy. Nó không giới hạn về cái số lượng bạn yêu cầu để tạo thành một cái nhóm, thế còn ăn group thì đơn giản là có bao nhiêu thì gỡ bấy nhiêu. Đấy. Thế và nếu như mà tôi đã có được một group rồi, thế nhưng mà group này thì tạm thời là đi đâu cũng có nhau đúng không, không bị thất lạc, nhưng mà nó vẫn có những cái trường hợp có thể xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như là xóa nhầm cả group này chẳng hạn, hoặc là tô màu sang màu khác cho cả group này chẳng hạn, thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ bảo vệ những cái thứ này. Đôi khi thực ra thì nó là một cái thao tác mà có nhiều ý nghĩa. Ngoài cái việc bảo vệ cụ thể ra thì nó còn có những cái giúp cho chúng ta chọn những đối tượng khác một cách dễ hơn. Đấy, không chọn nhầm thì chúng ta sẽ có một cái lệnh ngay bên dưới này gọi là lệnh lốc. Đó. Với lệnh lốc này thì chúng ta sẽ có một số cái tùy chọn đó là lốc selection hay là control 2. Khi mà tôi chọn lốc selection thì cái nào đang được chọn cái đó sẽ bị khóa lại, và chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó ở trên màn hình. Tuy nhiên là chúng ta lại không thể chọn nó được nữa, và không thể chọn thì cũng không thể lôi nó đi đâu, không thể hiệu chỉnh, không thể xóa, không thể tô nhầm màu. Và đấy là cái cách để mà chúng ta bảo vệ cái đối tượng này khi mà chúng ta đã hài lòng về nó, để chúng ta chuyển sang chúng ta thao tác với những đối tượng khác. Thế nhưng mà chúng ta sẽ còn những cái thao tác khác, ví dụ bây giờ tôi còn có những đối tượng khác nữa.
Đây. Cái cụm ba đối tượng này thì bị khóa rồi. Đó. Bây giờ muốn tháo khóa thì như nào? Đây chúng ta vào này, object này. Chúng ta lại vào lệnh unlock. Đấy. Nếu mà unlock all thì nó sẽ tháo hết tất cả này. Đấy. Có bao nhiêu thằng bị khóa nó không biết. Nó chỉ biết là đã có thằng nào bị khóa thì nó sẽ tháo hết ra. Thế đấy là lệnh tháo khóa. Tất nhiên là tôi sẽ nói kỹ hơn một số cái vấn đề khóa và tháo khóa ở cấp độ sâu hơn nữa về sau. Còn bây giờ chúng ta đang giảng về tổng quan thì chúng ta sẽ nói kỹ, nó nói mang tính chung chung đã. Thế bây giờ chúng ta sẽ lại có một số các lệnh như thế này. Bây giờ tôi chọn một cái đối tượng nào đó và đây chúng ta sẽ lại có lệnh lock. Thì vừa nãy là chúng ta đã nói giới thiệu về selection, tức là cái đang được chọn, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta còn có thêm một cái lệnh là một lệnh nữa, đó là on outwards above. Bây giờ tôi bấm vào đây thì nó sẽ thực hiện cái gì? Nó sẽ khóa tất cả những thằng ở bên trên. Ở đây chúng ta sẽ có tầng thứ. Như các bạn nhìn thấy là thằng nào nằm trên thì nó sẽ che lấp một phần với thằng nằm dưới. Thế thì trong cái quá trình mà làm việc, rõ ràng những thằng nằm trên là những thằng dễ chọn rồi, đúng không? Tại vì tôi kích một cái là tôi sẽ lấy được nó ngay vì nó nằm trên. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại muốn là lấy một số thằng nào nằm dưới. Thế nhưng do cái thằng nằm trên là nó che, cho nên là tôi không thể nào mà lấy được thằng dưới. Hoặc là nếu mà lấy vào thằng dưới thì sẽ khua phải thằng trên. Đấy. Thì trong trường hợp như thế này thì Illustrator cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp giải quyết, đó là nếu mà tôi đã chọn được một thằng nằm dưới này rồi thì tôi ra lệnh là khóa tất cả những thằng nằm trên nó. Vậy thì là nhìn thì nhìn thấy nhưng không ảnh hưởng tới cái quá trình mà chọn những cái thằng nằm bên dưới nữa. Chưa, vẫn chưa phải là layer. Đây vẫn là layer. Thì layer thì chúng ta phải hình dung là các cái tầng nhà khác nhau, đúng không? Ở đây chúng ta đang ở tầng 14 thì gọi là layer 14. Còn thằng khác mà gọi là layer 15 thì nó phải ở trên tầng 15 cơ. Còn đây vẫn chỉ là ở trên tầng 14 nhưng mà ngồi đứng nằm ở những cái tầm cao thấp khác nhau thôi. Đó. Đó, đây là thằng con đang nằm dưới nền nhà này, đúng không? Đây lũ này thì đang ngồi học này, đúng không? Ví dụ như là đây là ông thầy đang đứng giảng này, thì rõ ràng là trong một cái căn phòng nhưng mà nó sẽ có những cái tầng cao thấp khác nhau. Đây chỉ là một tầng thôi. Thế thì ngoài ra nữa thì đây chúng ta sẽ xem lại thêm còn những cái lệnh gì nữa nhá. Lock này, đấy. As a layer thì trong trường hợp này mới là đụng đến layer này. Khi mà tôi đang làm việc với một layer và tôi không muốn là cái thao tác của tôi bị dây dính với các layer khác thì tôi sử dụng cái lệnh as a layer này thì nó sẽ khóa hết tất cả các layer còn lại đã. Ví dụ như bây giờ xảy ra một cái chuyện gì đó, đúng không? Xảy ra một chuyện gì đó, người ta sẽ là khóa hết tất cả các tầng khác lại, chỉ còn cho một tầng này hoạt động thôi. Đấy. Thế thì nó sẽ mình đang ở tầng nào mà mình ra lệnh thì là chỉ có tầng mình nó được hoạt động thôi. Ví dụ khóa thang chẳng hạn, đó. Không mở cửa thang ở các tầng còn lại, chỉ mở ở tầng này thôi. Thì đấy, nó cũng tương tự như thế. Giờ là kia đang ở tầng nào thì chỉ tầng đấy được phép hoạt động, còn các tầng khác bị khóa hết. Và tất nhiên là đến cuối cùng thì tháo thì chúng ta sẽ dùng unlock all này thì nó sẽ tháo hết tất cả, kể là trong tầng hay là các tầng khác ấy, trong layer hay các layer khác vân vân, thì nó sẽ bằng một lệnh duy nhất này nó sẽ tháo hết tất cả ra. Thế là chúng ta có group, ungroup, khóa tầng trên, khóa tầng dưới, khóa layer. Bây giờ chúng ta lại giới thiệu tiếp về một vài cái thao tác hết sức là cơ bản như thế này. Chọn rồi thì chúng ta làm được những gì? Đây bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Thứ nhất là chọn thì để cho phép là chúng ta tô màu. Cái này thì đơn giản rồi đúng không? Chọn và bấm vào một cái màu nào đó ở trong cái bảng swatches này, hoặc là chúng ta chọn các phương pháp chọn màu khác, cứ thao tác xong thì nó sẽ cập nhật màu vào đây.
chọn để xóa đi thì chọn nhấn delete là xóa đi thôi, đúng không? Hoặc chọn để di chuyển sang vị trí khác thì chúng ta kéo nó tới vị trí mới rồi nhả ra thôi, nhả chỗ ta. Thế còn chọn để vừa di chuyển vừa nhân bảng thì như thế này, chúng ta nhấn phím Alt trên bàn phím và chúng ta lôi kéo cái đối tượng sang một vị trí mới. Tại vị trí mới chúng ta nhả chuột ra thì nó sẽ sao chép thành một cái bản sao ở vị trí mới này, còn bản gốc thì vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Đấy là nhấn phím Alt để dịch chuyển một đối tượng để sao chép nó trong quá trình di chuyển. Thế còn thao tác transform cơ bản thì có thay đổi kích thước, thế đây 8 cái tay nắm điều khiển bao xung quanh này giúp chúng ta là thay đổi kích thước theo chiều ngang này, đó, theo chiều dọc này và theo cả hai chiều cùng một lúc, tức là chúng ta bấm vào các điểm ở góc. Tuy nhiên là ở trong Illustrator nói riêng hoặc là ở trong họ nhà Adobe nói chung thì việc co kéo một cái điểm điều khiển ở góc thì nó sẽ đồng thời tác động tới cả hai cạnh, cả cạnh ngang lẫn cạnh đứng, nhưng nó không đảm bảo về mặt tỷ lệ. Có nghĩa là sai giờ theo đuổi nhưng mà cái tỷ lệ thì có thể nó sẽ bị méo đi. Và do đó nếu như mà chúng ta muốn giữ cái tỷ lệ khi mà chúng ta tăng hay giảm thì chúng ta buộc lòng phải giữ thêm phím Shift trong cái quá trình mà chúng ta thao tác, nếu không là nó sẽ bị méo. Có thêm một cái thao tác nữa là tạo ra một cái hiệu chỉnh tương tác. Nếu như mà tôi bấm vào một điểm điều khiển ở hông hoặc ở đỉnh hoặc ở đáy mà tôi co kéo thì thông thường tôi kéo cái cạnh nào thì chỉ thay đổi ở phía cái cạnh mà tôi đang thao tác thôi. Nhưng nếu mà tôi nhấn phím Alt trong lúc mà tôi thao tác thì tôi kéo cái chiều nào bao nhiêu thì chiều đối diện nó cũng sẽ tạo ra một cái thao tác tương tác ngược chiều bấy nhiêu. Đó, đây, thu bên phải lại bao nhiêu thì bên trái cũng thu lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Nới cái trần lên bao nhiêu thì cái sàn cũng sẽ hạ xuống bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Và nếu như tôi kéo ở gì đây ạ, tôi kéo ở cái góc thì tất cả các góc còn lại cũng sẽ đồng thời là bị điều chỉnh như thế. Cái đấy là các cái thao tác về transform. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái thao tác quay như thế này. Nếu như mà tôi đưa cái trỏ chuột vào gần gần cái điểm ở góc thì tôi có thể là thấy nó biến thành mũi tên cong hai chiều, và bằng cách bấm giữ như thế này thì tôi có thể xoay, tôi chuyển đổi cái góc cho cái đối tượng này. Thì đấy là để quay đối tượng. Thế còn lật đối tượng thì chúng ta còn có thể là gì đây ạ? Bấm vào cái đối tượng này, đúng không? Sau đó thì tôi có thể là lật xuyên vào phía bên kia. Nhưng mà cái lật xuyên này ấy, thì nó không có cái gì đảm bảo rằng là bảo toàn được cái kích thước, bảo toàn được tỷ lệ. Do đó thì trong Illustrator nó cung cấp cho chúng ta một số cái công cụ, và những công cụ này sẽ làm chuyên về những cái thao tác đó một cách chính xác luôn. Đây cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của Illustrator so với Corel. Do nó đòi hỏi sự chính xác cho nên là nó chia tách ra thành nhiều công cụ khác nhau để làm những cái việc mà nhỏ nhỏ. Thế thì tính chính xác là có cao hơn Corel, nhưng mà ngược lại thì về mặt tư duy làm việc thì nó cũng làm cho tư duy làm việc nó vụn ra. Trong một loạt các thao tác mà chúng ta cần làm thế này, Corel chỉ cần làm việc với một công cụ duy nhất, gần như là nó có thể làm việc được khoảng 5-6 thao tác cùng một lần. Nhưng mà thằng này thì cứ mỗi một lần làm một thao tác thì lại phải đòi hỏi chính xác, thì lại phải chuyển sang một công cụ khác, thì nó bị ngắt cái tư duy ra rất là nhiều và nó phải thay đổi công cụ trong cái quá trình làm việc rất là nhiều. Đây chúng ta xem thử xem là những cái công cụ mà Illustrator cung cấp thì nó gồm những cái gì nào. Thứ nhất là công cụ quay. Đây, thì nó có hẳn một công cụ nó gọi là công cụ Rotate. Khi mà tôi nhấp chọn công cụ như thế này thì chỉ cần là chọn công cụ xong thì tôi có thể là bấm vào bất kỳ đâu, trong cũng được, ngoài cũng được, miễn là có một đối tượng được chọn thì tôi có thể làm sao đây ạ? Quay cái đối tượng đó theo bất kỳ cái góc độ nào mà mình thích. Thế nhưng mà khi mà tôi bấm vào đây thì nó lại xuất hiện một cái thứ mà cái thằng công cụ chọn này không có. Thằng này vẫn có thể quay, đúng không? Đây,
các bạn quan sát vẫn có thể quay, nhưng nó chỉ quay theo một điểm duy nhất cố định đấy. Còn thằng này thì nó cho phép chúng ta dịch chuyển tâm, đây tâm quay đây, lúc này nó mới nổi lên và chúng ta có thể dịch chuyển tâm sang một vị trí mới bất kỳ, có thể ở trong đối tượng hoặc có thể ở ngoài đối tượng. Và tâm mới thiết lập ở đâu thì đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái tâm mới đó, và do đó thì chúng ta sẽ có được một cái thao tác nó mang tính chất là thoải mái hơn, tùy biến cao hơn. Tuy nhiên muốn làm chính xác thì chúng ta cũng có thể giải quyết theo một cách khác như thế này. Ví dụ như là tôi chọn một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng, sau đó thì tôi sẽ chọn công cụ, chúng ta sẽ có thêm một số các thao tác khác chính xác hơn hoặc tùy biến hơn. Ví dụ như là tôi nhấp chọn công cụ, nhấp đúp vào công cụ thì nó sẽ hiện lên một cái bảng. Tôi có thể điền một tham số cụ thể vào đây, quay bao nhiêu độ đó, và tôi có thể xem trước ở cái chế độ preview thì nó sẽ xoay luôn cái đối tượng đó để cho phép chúng ta nhìn trước được là nếu thực hiện lệnh này thì cái góc quay nó sẽ như thế nào, trông nó sẽ như thế nào, và chúng ta sẽ có ba lựa chọn, hoặc là cancel để hủy cái lệnh quay này đi, hai là ok để xác nhận rằng là tôi quay đúng như thế, ba là có thể nhấn lệnh copy thì cái bản gốc vẫn giữ nguyên, thế còn cái bản sao sẽ được tạo ra và xoay đúng cái góc như chúng ta yêu cầu. Đây ví dụ đây là bản sao đó. Thế và còn chúng ta còn một cái tùy chọn nữa, đó là chúng ta chọn cái công cụ. Trước tiên là chọn đối tượng đã, bao giờ cũng phải chọn đối tượng trước đó. Sau đó thì chúng ta mới chọn công cụ, và thay vì chấp nhận cái tâm quay ở đây, tôi có thể đặt lại tâm quay sang một chỗ khác và tôi bắt nó quay một góc độ nào đó. Thì để thực hiện cái việc mà di dịch tâm quay thì tôi sẽ không làm thủ công, mặc dù thủ công thì vẫn được đó. Tôi sẽ nhấn phím an và tôi đặt chuột tại một vị trí mới, kích chuột một cái thì cái tâm quay nó sẽ được gắn vào cái vị trí mới, và sau đó cũng vẫn có một cái bảng thoại này hiện ra cho phép tôi thiết lập một cái góc độ quay mới, sau đó thì nhấp ok hoặc copy hoặc cancel thì tùy. Thì đấy là cái thao tác để mà quay đối tượng bằng công cụ quay đấy. Nó có rất nhiều tùy chọn, nó có thể làm rất chính xác, tuy nhiên như các bạn thấy đấy là nó sẽ phải đổi công cụ đấy. Bây giờ chúng ta xem tới cái công cụ thứ hai. Công cụ thứ hai là công cụ ẩn ở trong nhóm này, là công cụ Reflect Tool. Reflect Tool thì nó sẽ giúp chúng ta là lật cái đối tượng. Lật thì có thể là lật sang phải, lật sang trái, lật lên trên, lật xuống dưới, vân vân. Thì chúng ta nhấp chọn công cụ này và chúng ta có thể là tiến hành là phép lật. Tuy nhiên là cho nó chính xác, đây chúng ta có lẽ là phải lấy một hình nào đó trông cho nó trông nó rõ ràng, trông nó đặc biệt một tí nhé. Sao? Tam giác cũng vẫn sẽ có những cái thứ mà không thể hình dung ra được. Tại vì tam giác thì trừ là tam giác vuông thôi, đúng không ạ? Trừ là tam giác vuông thôi, còn nếu mà không phải tam giác vuông thì chúng ta cũng sẽ nhiều lúc chúng ta sẽ không hình dung ra được nó lật như thế nào. Đây tôi lấy con số 3 thì nó dễ hơn, đúng không ạ? Tại vì nó có đầu trên, đầu dưới to nhỏ khác nhau và bên hở bên kín. Thế bây giờ chúng ta sử dụng công cụ lật reflect. Đấy. Đây, lật này. Lật xuống dưới này, đúng không? Hoặc là lật sang gì đấy? Lật sang bên theo kiểu soi gương hoặc là soi xuống nước, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh như sau. Các bạn chọn công cụ này và các bạn muốn nó lật theo cái vị trí nào thì các bạn nhấn giữ an đó. Đặt vào cái vị trí mà các bạn muốn, sau đó thì nó sẽ mở ra cái hộp thoại và nó sẽ cho chúng ta những cái lựa chọn là lật theo cái chiều nào đó, lật theo góc như thế nào, và các bạn có thể nhấp ok hoặc copy đấy. Hoặc là ví dụ như bây giờ tôi muốn là lật xuống dưới này, tôi nhấn an, tôi đặt vào đây cơ đây, ví dụ ok thì là còn copy thì là ra một cái hình, đúng rồi. Đây, ví dụ như thế thì tôi sẽ lật như thế này.
tiếp nữa nhé. Thì chúng ta sẽ có cái công cụ, nó gọi là công cụ scale. Scale thì nó sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi kích thước của một đối tượng. Thay đổi kích thước của một đối tượng thì chúng ta bấm vào đây. Khi bấm vào đây rồi thì các bạn chỉ việc là đưa chuột vào, các bạn co kéo trực quan thế này thôi thì nó sẽ thu phóng. Nhưng mà tất nhiên như thế này thì nó chả đảm bảo một cái điều gì chính xác cả. Đấy, tại vì thế thì tôi dùng cái này quách luôn. Thế thì cái thằng này nó sẽ cho phép chúng ta gì đây, nhấp nút chuột để mở ra hộp thoại. Ở đây thì chúng ta sẽ có một loạt các tùy chọn như này. Ở trong phần scale thì chúng ta có hai tùy chọn, một là uniform và hai là non-uniform. Và mặc định thì nó sẽ để sẵn cho chúng ta ở chế độ là uniform. Thì chỉ cần ra một tham số thôi thì nó sẽ áp dụng cho cả hai chiều, cả chiều rộng, cả chiều cao. Và chúng ta xem bằng cách là bật tắt cái chế độ preview này để chúng ta có thể nhìn trước được là nếu mà thay đổi tỷ lệ thì cái này nó sẽ to nhỏ như thế nào. Sau đó thì cũng có ba nút tùy chọn giống như mọi khi, tức là hủy bỏ lệnh, hoặc là chấp nhận lệnh, hoặc là chấp nhận và đồng thời tạo ra bản sao. Thế còn trường hợp mà chúng ta để ở non-uniform thì nó sẽ cho chúng ta thành hai chiều, một chiều là rộng, một chiều là cao. Tôi có thể thiết lập các tham số khác nhau giữa hai chiều này đó, để tôi có thể là gia giảm, thay đổi tỷ lệ. Thế và trong cái option này thì các bạn sẽ gặp lại mấy cái tùy chọn mà gần như mặc định vừa nãy chúng ta đã nói khi mà làm việc với hình chữ nhật, đúng không? Đó là scale góc nghe và scale stroke and effect, tức là sẽ giữ cái tỷ lệ giữa cái góc bo tròn nếu có, và giữ cái tỷ lệ giữa cái diện tích bề mặt và độ dày đường viền nếu có. Thì nó để sẵn cho chúng ta. Còn trong này thì các bạn nhìn thấy thực ra thì còn một số các cái tùy chọn nữa, nhưng mà do những cái tính chất thuộc tính đó chưa được gán cho đối tượng cho nên là nó đang mờ đi. Còn nếu sau này chúng ta gán vào thì chúng ta cũng có thể chọn lựa, chúng ta xử lý thêm cái đó. Và sau khi mà nhấp OK thì chúng ta sẽ xác nhận được cái thao tác này. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một cái nhóm nữa, công cụ nữa gọi là công cụ Shear Tool. Thì nó sẽ giúp chúng ta là gì đấy, kéo xiên xô nghiêng một cái đối tượng đi. Các bạn có thể làm một cách trực quan, làm trực tiếp bằng cách là đưa chuột vào đây và co kéo trực tiếp trên đối tượng. Thế còn nếu mà không thích thì các bạn có thể là gì đấy ạ, các bạn chọn và các bạn nhấp đúp chuột, đúng không ạ? Nhấp đúp chuột thì nó lại mở ra gì đây, nó lại mở ra cái hộp thoại này. Và bây giờ các bạn muốn là xoay đi một góc bao nhiêu thì các bạn điền cái tham số vào đây và bắt đầu bật tắt cái preview này để xem là nó sẽ xô cái đối tượng này đi bao nhiêu đấy, và sau đó thì nhấp OK hoặc là copy hoặc cancel. Thì đây là những cái công cụ giúp cho chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác hết sức là cơ bản ở trong cái quá trình mà làm việc với các đối tượng.